cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, có loài chim thật vinh dự và tự hào khi được học ở dưới mái trường khang trang như thế này. Trường em thì có các thiết bị hiện đại và đây là điều kiện rất cần thiết để bọn em có những tiết học tốt nhất. Thay mặt các bạn học sinh trong toàn trường thì em xin cảm ơn các thầy, các cô cùng các bác cán bộ xã đã quan tâm và lo lắng cho thế hệ trẻ chúng em để chúng em có những tiết học tốt nhất. Chứng kiến sự thay đổi của nhà trường từ khi cơ sở vật chất còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu thốn trang thiết bị dạy học, cho đến bây giờ thì diện mạo nhà trường đã có nhiều thay đổi. Hệ thống phòng học của nhà trường đã đầy đủ các phòng học, phòng chức năng, trang thiết bị dạy học thì được cung cấp hiện đại, đáp ứng được cái yêu cầu dạy học trong thời kỳ đổi mới. Đội ngũ cán bộ giáo viên chúng tôi rất là nhiệt huyết, tâm huyết với nghề, luôn sẵn sàng dành hết tâm trí lực để cho sự nghiệp chồng người. Chất lượng dạy học của nhà trường thì đã có nhiều tiến bộ vượt bậc. Vượt lên những trở ngại khó khăn, thiếu thốn về cơ sở vật chất phục vụ cho việc dạy và học. Trong nhiều năm qua, tập thể cán bộ, giáo viên và học sinh trường Trung học cơ sở Phượng Kỳ đã nỗ lực từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, tạo môi trường sư phạm ngày càng thân thiện. Cơ sở vật chất, khuôn viên trường lớp ngày càng khang trang. Trường hiện có tổng diện tích trên 6.000 m², lớp học, khu phòng học bộ môn, nhà hiệu bộ, thư viện nhà trường bố trí hợp lý và được giữ gìn sạch đẹp. Hệ thống phòng học, phòng chức năng, thư viện đạt chuẩn với đầy đủ phương tiện và đồ dùng thí nghiệm. Có một phòng máy vi tính với 11 máy nối mạng Internet. Trường có sân luyện tập thể dục thể thao với diện tích 2.000 m² đạt tiêu chuẩn. Có website phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền, quản lý và giáo dục. Đội ngũ ban giám hiệu nhà trường luôn đoàn kết, năng động, vừa duy trì tốt nề nếp quản lý, vừa tích cực tổ chức các hoạt động đổi mới phương pháp dạy học, công tác kiểm tra, đánh giá và các hoạt động liên quan, từ đó tạo nên sự chuyển biến tích cực trong dạy và học, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục học sinh. Trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục toàn diện của nhà trường đã tiến những bước dài vững chắc. Nhà trường từ một đơn vị còn nhiều hạn chế, nay đã trở thành một tập thể có nhiều chuyển biến tích cực về mọi mặt, tạo dựng được thương hiệu, hình ảnh tốt đẹp, sự tin tưởng đối với Đảng, chính quyền, nhân dân và phụ huynh học sinh. Đến thời điểm hiện tại thì trường đã được Ủy ban tỉnh công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Chúng tôi nhận thức rõ ràng để duy trì và giữ vững nâng cao chất lượng trường chuẩn thì trong thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực cố gắng phấn đấu nâng cao chất lượng mũi nhọn, duy trì chất lượng đại trà, tiếp tục tham mưu với Đảng ủy, Hội đồng dân, Ủy ban dân xây dựng cơ sở vật chất để trong thời gian tới trường sẽ đạt chuẩn mức độ 2. Cơ sở vật chất đồng bộ, khang trang, hiện đại là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng giáo dục của nhà trường. Hàng năm, trường Trung học cơ sở Phượng Kỳ đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, nhất là về phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, thường xuyên đánh giá chất lượng giáo viên qua các buổi dự giờ, thi giáo viên giỏi, biết sáng kiến kinh nghiệm. Năm học 2020-2021, 100% giáo viên của nhà trường đều có trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Nhiều giáo viên được công nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện. Từ khi có chủ trương xây dựng trường chuẩn quốc gia, cán bộ giáo viên ý thức hơn đối với nhiệm vụ, trách nhiệm được giao, học tập rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao tay nghề và xem đây là một trong những nội dung nhằm thực hiện cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo. Để đạt được các mục tiêu giáo dục, đó là dạy và học theo hướng phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh, dạy và học lấy học sinh làm trung tâm, thì bản thân tôi cũng phải luôn tự tìm tòi, học hỏi và áp dụng linh hoạt các cái phương pháp dạy học tích cực trong mỗi tiết dạy của mình để làm sao tạo cho các em cái không khí học tập nó thật là vui vẻ, thân thiện, tạo hứng thú học tập cho các em. Và đó cũng là tiền đề để kích thích cái niềm say mê học tập của các em. Để nâng cao chất lượng giáo dục, trường Trung học cơ sở Phượng Kỳ quán triệt giáo viên nêu cao tinh thần trách nhiệm trong mỗi giờ lên lớp, đảm bảo mỗi bài soạn, mỗi tiết dạy, mỗi hoạt động tập thể đều lấy học sinh làm trung tâm. Đến nay, đội ngũ giáo viên của nhà trường đã sử dụng thành thạo công nghệ thông tin phục vụ việc giảng dạy.
Đặc biệt trong 2 năm học 2019-2020 và 2020-2021, trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, học sinh không thể đến trường học trực tiếp mà phải nghỉ ở nhà để phòng chống dịch bệnh. Trường Trung học cơ sở Phượng Kỳ đã xây dựng các kịch bản, phương án ngay từ đầu để chủ động ứng phó trong mọi tình huống của dịch bệnh theo phương châm tạm dừng đến trường nhưng không dừng học. Sự sẵn sàng về tâm thế, nhân lực, học liệu và phương tiện máy móc đã giúp nhà trường nhanh chóng chuyển sang hình thức dạy học trực tuyến, kiểm tra định kỳ trực tuyến, tổng kết năm học trực tuyến và khai giảng năm học mới trực tuyến. Với những giải pháp đó, nhà trường vẫn hoàn thành chương trình năm học đúng theo thời gian quy định và đạt kết quả khá toàn diện. Khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, học sinh trở lại trường, nhà trường tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực học sinh dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng. Giáo viên hướng dẫn học sinh kỹ năng tự học, tự nghiên cứu sách giáo khoa, xây dựng hệ thống câu hỏi hợp lý, phù hợp với các đối tượng, giúp các em có khả năng tư duy độc lập, học nắm vững bản chất. Cùng với quan tâm phát triển đồng đều chất lượng giáo dục đại trà, Trường Trung học cơ sở Phượng Kỳ còn đặc biệt quan tâm công tác giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, nâng cao thành tích thi học sinh giỏi các cấp, phát động tham gia các cuộc thi giải toán, tiếng Anh trên mạng Internet, thi sáng tạo khoa học kỹ thuật, hướng dẫn học sinh khai thác nguồn học liệu mở, tăng cường phụ đạo học sinh năng lực hạn chế, tăng cường kiểm tra định kỳ, đặc biệt là kiểm tra dự giờ đột xuất của ban giám hiệu, tổ trưởng chuyên môn đối với giáo viên. Trong thời gian từ năm 2015 đến 2020, Trường Trung học cơ sở Phượng Kỳ có 44 em học sinh đạt giỏi cấp tỉnh, cấp huyện, 92 em học sinh đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp trường, 379 học sinh đạt danh hiệu học sinh tiên tiến. Phong trào bồi dưỡng học sinh giỏi luôn xếp top khá của huyện. Đội tuyển học sinh giỏi xếp thứ 6 trên 24 trường trung học cơ sở trong huyện. Số học sinh thi đỗ vào các trường trung học phổ thông công lập năm sau cao hơn năm trước và xếp thứ 33 trên 260 trường trung học cơ sở trong tỉnh, được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen. Việc đẩy mạnh giáo dục về nhân cách con người thông qua các hoạt động giáo dục kỹ năng sống cũng được Trường Trung học cơ sở Phượng Kỳ chú trọng và thường xuyên tổ chức như các buổi nói chuyện dưới cờ, chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, trồng và bảo vệ cây xanh trong khuôn viên, tổ chức các hoạt động giáo dục lòng nhân ái, ý thức cộng đồng. Trong một số năm qua thì được sự chỉ đạo của ban giám hiệu nhà trường, của chi bộ, bản thân tôi cũng chú ý đến việc đa dạng hóa các hình thức tổ chức trong các cái tiết chào cờ đầu tuần, như là ngoại khóa về phòng chống bạo lực học đường, ngoại khóa phòng chống COVID-19, hay là tổ chức dưới hình thức tọa đàm, như là tọa đàm bí quyết để học sinh giành kết quả cao trong học tập. Và qua các ngoại khóa đó thì đã thu hút đông đảo các em học sinh tham gia với một tinh thần nhiệt tình và sôi nổi. Và qua đó thì bản thân tôi cũng nhận thấy là các ngoại khóa không chỉ giúp các em học sinh được mở mang kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mà các em còn được tham gia một sân chơi giải trí vui tươi, bổ ích và lành mạnh, và giúp các em được củng cố thêm nhiều những kỹ năng và các cái năng lực của người học sinh trong cái xã hội mới. Để đạt được những thành quả đáng tự hào đó, tập thể cán bộ giáo viên Trường Trung học cơ sở Phượng Kỳ đã chung tay thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo, tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên, xây dựng môi trường khang trang, từng bước tạo nên diện mạo mới, dấu ấn mới trong môi trường giáo dục thật sự lành mạnh, dân chủ, an toàn, giúp học sinh cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui. Vinh dự và tự hào khi đạt được danh hiệu trường chuẩn quốc gia. Thời gian tới, thầy và trò Trường Trung học cơ sở Phượng Kỳ quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt, tiếp tục tổ chức hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua do ngành giáo dục đào tạo phát động bằng nhiều hình thức mới, sáng tạo, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Hy vọng các em sẽ vượt qua hoàn cảnh
ra sức rèn đức, luyện tài, rèn luyện kỹ năng sống và có nghị lực vươn lên, gặt hái những thành quả tốt đẹp trong tương lai. Ôi hàng cây xanh thắm dưới mái trường mến yêu, có loài chim đang hót ấm thầm tựa như nắng. Vì hạnh phúc tươi thơ và cho đời thêm sức sống, thì dìu dắt chúng.